Rồi xong thành phẩm nha cả nhà ơi, xong thành phẩm rồi. Để cả nhà mình thấy mà, hiện tại là cái lọ này mới ngâm và thương ngâm mặt ong rừng á, nên là nó sẽ có cái màu vàng như thế này. Và đợi đến khi mà khoảng vài ngày á, khi mà nó chín rồi đó, thì nó sẽ có màu đỏ rất là đẹp luôn. Và cái lúc đó là đông trùng, nhị hoa, nghệ tây và táo đỏ đều nổi lên trên hết, và bên dưới chỉ là mặt ong thôi. Chính vì thế mỗi lần mình sử dụng á, thì mình nhớ khuấy đều lên giúp em Thư nha. Và cả nhà biết không ạ, cái lọ này có thể giúp cho mình cải thiện mất ngủ cực kỳ hiệu quả luôn, đối với những ai bị tình trạng như là mất ngủ nè, khó đi vào giấc ngủ, ngủ chập chờn, ngủ không sâu giấc, hay là hay thường xuyên thức dậy sớm á cả nhà, sáng dậy rất là mệt mỏi, thì mình nên mua một cái lọ như thế này về mình sử dụng. Và sử dụng cũng khá là dễ thôi, mình chỉ pha với nước ấm mình sử dụng ngày 1 đến 2 lần. Và cái lọ này của em Thư á, là cả nhà mình có thể sử dụng được 2 tháng nha cả nhà. Và có những khách hàng người ta sử dụng chỉ khoảng từ 3, 5 hoặc là 7 ngày là người ta đã phản hồi ngủ ngon rồi. Đối với những người mà mất ngủ lâu hơn, ví dụ như vài năm, sử dụng rất là nhiều phương pháp rồi á, thì cả nhà mình chỉ cần kiên trì giúp em Thư khoảng tầm 1 đến 2 tháng thôi là mình cũng có thể là ngủ ngon, đó là trường hợp lâu nhất. Còn thông thường thì chỉ dao động từ 1 đến 3 tuần thôi là cả nhà mình có thể có một cái giấc ngủ ngon rồi đó cả nhà. Nên là ai bị mất ngủ hoặc là cả nhà mình muốn mua cho ba mẹ mình cải thiện cái vấn đề mất ngủ, cải thiện cái vấn đề huyết áp và tim mạch đó, thì mình có thể là lựa chọn cái lọ này mình mua mình tặng ông bà cha mẹ nha.